Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo trong con. Hôm nay mình sẽ chế một cái sạc dự phòng nhá, sử dụng cái mạch này. Cái mạch này nó cực kỳ hay luôn, tại vì là nó có hai cái đồng hồ đo vôn và ampere ở đâu bên này này, mình chưa bật nên không để ý. Đó, nó có hai cái đồng hồ kiểu dạng hiển thị như hình đồng hồ số nhưng mà đồng hồ kim ấy, hay lắm. Tí mình sẽ bật cho anh em xem. Cái này hồi mình mua ở bên shop của chú ở Hải Dương, chú Minh ấy, không biết bây giờ còn bán không. Mình sẽ để cái link shop ở trong mô tả cho anh em xem nhé. Cái bốc này là bốc của Panasonic này. Video AC adapter. Cái pin này là pin Dyson. Mã của nó là 20700, dòng xả 30A, dung lượng 3000 mAh một viên, pin tháo máy anh em nhé. Mình mua của nó là đợt đấy như 35 hay 40k, cũng lâu không nhớ nữa. Chúng ta sẽ mắc tất cả này nó nối tiếp với nhau thôi, càng nhiều thì càng được nhiều dung lượng. Do cái hộp này của anh em này, các bạn có thể mắc được nhiều. Đây, cái này vừa đẹp luôn. Mình sẽ mắc này. Đây, vừa đẹp luôn chứ. Sao được cái bốc nó lại zin vậy nhỉ? Đó. Ui xô. Đúng như kiểu là mà sản xuất ra để cái bốc này sản xuất ra để dành cho viên pin này của mình vậy. Đây mình sẽ để qua cái gờ này đi đây. Rồi, như vậy là cái bốc này chứa được 15 cell, dung lượng sẽ tầm 40 đến 45.000 mAh. Bây giờ mình sẽ phải thiết kế làm sao để đóng cho nó vừa đấy anh em ạ. Thank you.
Rồi anh em ạ, như vậy hôm nay chúng ta chế xong cục sạc dự phòng 40.000 mAh hai cổng, sạc cực kỳ khủng luôn. Mình kết cái bộ đồng hồ này quá này. Chúng ta có thể sạc pin vô cái cổng micro USB này, dùng hai cổng này, thêm một cái đèn pin nhỏ nhỏ này. Các bạn sạc nó sẽ báo in, còn để không nó sẽ báo out này. Nó đang báo in này là 5V và 1,7A. Cái này thì chắc sạc khéo phải một ngày mới đầy anh em ạ. Mình sẽ test luôn chức năng sạc cho anh em nhé, hai cổng. Một cổng này, hai cổng đó. Chín mươi lăm phần trăm, 16 phút nữa sẽ đầy một con nhé. Chín tám phần trăm, 8 phút nữa sẽ đầy. Cái này dung lượng của nó là con Note 20 này là 4.500 mAh anh em ạ, nên là 2% của nó cũng sẽ phải tầm 7-8 phút. Mới mình đang sạc hai cổng này. Anh em thấy xăm kín logo không? Đây. Hiện tại nó đang out là 1,7A và 5V. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Tại vì khi những cái lúc mà điện thoại nó gần đầy pin ấy, nó sẽ ăn trong cực ít luôn. Nó chỉ còn có 0,78A thôi. Vô là 4,92V. Con này nó hơi khó nhìn. 4,99 này. 0,91A. Đó. Nếu mà những cái lúc mà điện thoại của anh em đang 20-30% thì nó sẽ ăn nhiều ampe hơn. Nó sẽ mắc lên 2A cái mạch này vậy, nhưng mà khi mà nó đã sắp đầy pin ấy, 1-2% như mình, điện thoại mình đang sạc gần đầy hết rồi, nó sẽ ăn ít thôi. Nó sẽ 0, đây nó sẽ bây còn 1,5-1,7A này. Cái số hình trên dây của cái led này với cái máy quay nó khác nhau nên nó cứ nháy 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 vậy. Con này thì chuẩn này. Đó, đi đâu mà để cục này sạc thì nhìn quá xịn chưa em nhỉ. Có thêm một cái đèn pin nhỏ nhỏ ở đây. Rồi, như vậy hôm nay chúng ta đã chế thành công một cục sạc pin sạc dự phòng 40.000 mAh hai cổng. Cái loại đồng hồ kiểu như kim số này luôn này. Kênh chào tạm những con, chúc các bạn thành công. Đây nha bạn, mình đang sạc thử cho nó xem bao nhiêu tiếng thì đầy. Thì lúc nãy mình quay clip xong mình ngắt là được bây giờ là 2 tiếng rưỡi, thì là từ 68 lên 77% cũng nhanh ấy chứ. Thì là lúc nãy là 68 với 67 nhỉ. Cái trung bình chắc được 10% đi thì là 2 tiếng rưỡi, thì là 100% là tầm 25 tiếng. Cũng căng đấy. Nhưng mà cái này 45.000 mAh thì cũng cái thời gian chờ sạc như vậy là cũng chuẩn anh em ạ.